Ok, xin chào anh Hùng Đào nhé. Chiều dự của sell và DXG. Ok, đối với hai cổ phiếu này thì anh Toàn có thể cho cái góc nhìn về sell và DXG nhé. Ok, sell và DXG. Chiều giữ đối với cổ phiếu sell thì thời điểm hiện tại như anh chị thấy rằng là sell nó cũng đang là một cái cổ phiếu đang tích lũy quanh vùng đỉnh, đúng không ạ? Chúng ta có vùng cản đỉnh cũ là quanh cái vùng giá 26.5 thì thời điểm hiện tại nó đã vượt rồi. Tuy nhiên thì nó tích lũy lại quanh vùng đỉnh và chúng ta thấy rằng ba phiên đang chứng lại, ba phiên đang chứng lại. Nhịp này thì đối với cổ phiếu sell thì anh Toàn thấy vẫn đang rất là ổn. Khung tuần, khung trung hạn, khung trung dài hạn nó đang rất là ổn. Thì nhịp này anh chị cứ nắm giữ tiếp thôi, chờ một cái nhịp mà break vượt qua 28 thì nó sẽ còn lên được tiếp. Tuy nhiên thì nếu như anh chị nắm giữ tiếp đối với cổ phiếu sell ấy, thì có thể anh chị sẽ gặp một vài phiên rung lắc. Và theo em Toàn thấy thì nếu anh chị nắm giữ thì cái vùng mà anh chị canh để cái điểm mà gọi là gì ạ, rời điểm cắt lỗ thì anh chị để cho em Toàn 25.7 đó, có nghĩa là chưa mất 25.7 anh chị chưa cần phải bán đó, và anh chị cứ nắm giữ chờ đợi những cái phiên mà nó bật tăng vượt đỉnh 28 thì anh chị sẽ còn là nhận cao hơn nữa đối với cổ phiếu sell. Chính xác, trong nhịp này nói chung là sell và sell nó chưa chạy ông chị. Sell DIG đúng không ạ? Thì riêng đối với ông DIG thì ông chạy được một nhịp rồi, chạy được 100% rồi. Còn riêng đối với sell thì nó chưa bật tăng nhiều đúng không chị? Nhịp trước chúng ta bắt với nhau chỉ hai nhịp thôi. Nhịp trước thì em Vy có khuyến nghị chị là mua ở phiên này ngày 24 tháng 4 và lên đến ngày mùng 4 tháng 5 khuyến nghị chị canh bán thôi. Ăn đâu đó 13 14%. Ăn trong nhịp ngắn này thôi nhá. Đó, và trong cái nhịp thứ hai đó là thời điểm phiên ngày hôm qua và phiên ngày hôm nay anh em hoàn toàn cũng có thể là canh mua được quanh quanh vùng giá 26.6 đến vùng giá hiện tại 26.9 anh em vẫn có thể canh mua được đối với cổ phiếu sell tại nhịp này, và chúng ta chỉ chờ những cái tín hiệu mà nó break thôi chị, break đỉnh thôi và cơ hội khả năng nó đi tiếp ấy. Nếu mà chúng ta mua sai trong nhịp này thì chúng ta sẽ chấp nhận cắt cắt khi nó mất vùng 267 thì nó sẽ tương đương với khoảng tầm 4% hoặc là max là 5% thôi chị nhá. Nên trong cái nhịp này thì anh em có thể tham khảo và sell này. Đây, trong những cái room giao lưu em Phi cũng chia sẻ anh chị về về sell đây. Sell này. Đây là điểm bán này, khuyến nghị em canh bán này. Đây, ngày 24 này. Ngày 24 tháng 4 khuyến nghị anh chị mua sell này. Mua sell giá 22.5 đến 23 đây. Chia sẻ trên livestream, chia sẻ trên những cái room giao lưu đúng không ạ? Đây là điểm mua theo room khách hàng anh chị nhé. Không room khách hàng em Phi khuyến nghị anh chị như thế nào thì chia sẻ hoàn toàn y như thế, ở sang cái room, những cái room cộng đồng, những cái room mà những cái buổi livestream mà lên là trong cái nhịp này khuyến nghị chị cũng canh mua này, và lên đến cái phiên ngày 27 là bán 1/2 này, đến ngày mùng 4 tháng 5 đúng không ạ? Ngày mùng 4 tháng 5 đây khuyến chị anh chị là canh bán hết, chỉ là hàng T5 thôi. Trong vòng 5 phiên chúng ta kiếm được 14% lợi nhuận, thế là ổn rồi đúng không ạ? Đây, sell mua phiên này này, lên phiên ngày 27 tháng 4 bán 1/2 và tiếp tục bán hết 1/2 còn lại khi ở ngày mùng 4 tháng 5 bán hết sell luôn, lợi nhuận là 14%. Nói chung là chúng ta đánh trong một nhịp ngắn thôi. Trước khi mua cổ phiếu ấy, thì chúng ta xác định với nhau đó là đánh ngắn hay là đánh dài. Nếu mà chúng ta tiếp tục đánh dài thì mua từ đây này, chúng ta chủ đạo nắm giữ thêm trong cái thị trung dài hạn, thì cái cơ hội nắm ở đây này thì khả năng trong trung hạn dài hạn anh em có thể là ăn được bằng lần luôn, x2 tài khoản luôn. Đó, nên là trong cái nhịp này thì đánh ngắn thì lên đây chúng ta bán, lên đây chúng ta tiếp tục mua lại nếu mà nó không chỉnh về sâu. Có những cái phiên mở gap như là cái phiên ngày 8 tháng 5 này hay là cái phiên ngày 16 tháng 5 mở gap nó sàn và nó kéo luôn thì rất ít anh chị có thể là mua được đối với hai phiên này đúng không ạ? Nên là trong cái nhịp này thì nó chỉ sideways thôi, nó chỉ đi ngang thôi, còn đang chờ cầu vào đó chị. Anh em có hàng thì mẹ anh em cứ giữ chặt, nên giữ. Chứ còn nhịp này anh em mà bỏ ra rồi là nó chạy mất đấy chị. Sell nó chưa chạy đâu, khả năng trong thời gian tới nó sẽ chạy bù nhá. DXG DXG gặp cản chị. Nói chung là cái vùng cản của DXG nó là vùng cản quanh vùng giá 10 năm. Hôm nay thì DXG tương đối ổn chị. Nó có những lúc là DXG nó lên quanh quanh vùng giá 15.5 rồi, đúng không ạ? Lên 15.5 rồi và hiện tại nó đang chỉnh lại. Nó đang chỉnh lại. Nó anh em có hàng thì chỉ mày chúng ta vẫn có thể là giữ thêm, giữ cố chị nhá. Còn đối với góc nhìn em Phi thì lên quanh vùng giá 10 năm này, thậm chí nó kéo dướn thì em Phi sẽ hạ bớt đối với vị thế an toàn. Còn đối với vị thế anh em là muốn giữ thêm, muốn giữ cố thì chúng ta tiếp tục đâu đó làm giữ thêm và
đặt một cái vùng target cao hơn một chút nữa, đó là vùng target quanh quanh vùng giá 15.5 thôi, đến vùng thậm chí là 16 thôi là chúng ta cũng phải canh bán rồi, vì con này cũng là một con mà nó chạy cũng khá là mạnh rồi. Những cái điểm chia sẻ chúng ta chia sẻ với nhau nhịp trước đó là những cái phiên này, ngày 14 tháng 3 khuyến nghị chị bắt ở phiên này khi nó hoảng loạn này, và tiếp theo bắt ở đây nữa. Trên livestream khuyến nghị anh chị rất nhiều đó, và lên quanh quanh vùng giá 14 thì chúng ta sẽ canh bán ăn trong một vị thế ngắn hạn này đó. Ăn ngắn đó, nếu mà chúng ta đánh ngắn thì chúng ta sẽ ăn ngắn, và chúng ta xác định đánh dài giữ trong trung hạn một vài tuần, thậm chí là một vài tháng thì chúng ta chủ đạo làm được thêm đó. Nên trong nhịp này thì nó đang có cản rồi, lực tăng thì khả năng nó sẽ không còn nhiều đâu đối với DXG và đối với cổ phiếu DIG. Nên là anh em có hàng thì anh em có thể là canh chốt được rồi, và chờ những cái phiên nào mà nó rung lắc, những cái phiên nó điều chỉnh chúng ta sẽ mua lại, nó sẽ an toàn hơn chị nhá. Riêng trong cái mặt hiện tại thì đối với bất động sản thì em chỉ thích đối với sell, vì con này là con chưa chạy, anh em hoàn toàn có thể là cân nhắc được, cân nhắc được. Ok rồi, xin chào cô Hoàng Thị Hằng nhá. Ok, thì anh em nào đó là đang đón xem live thì thấy những sự hỗ trợ và chia sẻ của anh em là nhiệt tình hữu ích, thì cũng đừng quên là để lại cho hai anh em xin một cái nút like chị nhá. Rồi, xin chào cô Hoàng Thị Hằng. KHG mua 6.03, AMV 4.9, chiều mua gia tăng. Rồi, đối với vị thế chiều mua gia tăng của hai cổ phiếu KHG mua giá 6.03 thì anh Toàn có thể là cho cái góc nhìn về cổ phiếu này nhé. Đối với cổ phiếu KHG, đúng không ạ? KHG mua 6.03 và AMV thì hiện tại đối với KHG thì chúng ta cũng thấy rằng là ngày 3 phiên trước thì chúng ta có một cái nến có dấu hiệu là breakout ở khung đồ thị trung hạn rồi, nhịp này đang có dấu hiệu test lại cái vùng hỗ trợ. Thì cái nhịp này nếu như anh chị đã mua 6.03 rồi thì theo anh Toàn thấy rằng là anh chị vẫn nắm giữ vẫn là an toàn hơn, bởi vì trong trung hạn, trung dài hạn thì nó đang có những vùng cản quanh vùng mây, thì theo anh Toàn thấy rằng là nhịp này để mà mua thêm thì anh chị nên cân nhắc và nắm giữ thì sẽ ok hơn với cái vị thế mua thêm. Không biết là Phi có ý kiến gì đối với cổ phiếu KHG này? Ok, nói chung là em cũng khá đồng quan điểm thôi, mua giá 6.03 thực ra là cái vùng mua nó hơi cao một chút, đúng không ạ? Nếu mà để một điểm mua đẹp ấy, thì khả năng trong cái nhịp này thì nguy cơ cao nó cũng sẽ test anh chị, nó sẽ khả năng cao nó, nếu mà xấu á, trong một vài phiên tới thôi thì nếu mà xấu thì nó sẽ test lại về cái vùng giá hòa vốn của anh chị luôn. Trong nhịp này thì nếu trong phiên ngày mai cô Hằng nhá, sang phiên ngày mai mà KHG nó tiếp tục một cây nến kiểu như này. Đấy, tiếp tục ngày mai một cây nến kiểu chứng lại một cái đà tăng này, đâu đó là cho thấy dấu hiệu hai phiên bán rồi, thì cô Hằng có thể là cân nhắc và canh bán được rồi, và chờ những cái nhịp điều chỉnh lại, test lại về quanh cái vùng đỉnh cũ đây này, đây này đó, thì chúng ta có thể là canh mua lại đó. Và cái vị thế trong cái nhịp vị thế trung hạn dài hạn, nếu mà chúng ta nắm giữ dài một chút đó, thì cái target của con KHG nó vẫn còn nhá, nó vẫn còn, và những cái lực tăng tại thời điểm này có thể là nó sẽ lên quanh quanh vùng giá 7 đó, 7 đến vùng giá 7.1 thì nó mới cho thấy tín hiệu là chứng lại một cái nhịp tăng trong đồ thị trung hạn đó. Còn vị thế ngắn hạn nó rung lắc thôi đó, nếu mà chúng ta không chấp nhận một cái nhịp rung lắc trong ngắn hạn này, điều chỉnh một vài phần trăm ấy, thì chúng ta cứ canh bán bớt, hạ bớt một phần, chờ về đây test đỉnh chúng ta mua lại thì nó sẽ ổn hơn, đó là nó sẽ thuận lợi hơn trong mặt ngắn hạn đấy. Còn đâu đó là trong trung hạn thì chúng ta cứ chủ đạo giữ thêm cô Hằng nhé. Rồi AMV, AMV mua 4.9. 4.9 thì nhịp này giữ luôn khoảng, nhịp này 4.9 thì đâu nó cũng hòa vốn rồi. Hỗ trợ của nó là 4.95. Gãy 4.95 thì cũng hơi nguy hiểm một chút. Còn nếu mà trong kịch bản AMV mất 4.95 thì nguy cơ nó sẽ điều chỉnh lại về quanh quanh vùng giá 4.55. Đó cô Hằng nhá. Đó là cái vùng hỗ trợ mạnh hơn đối với cổ phiếu AMV trong cái mặt ngắn hạn. Đây. Nó sẽ điều chỉnh về đây này. Và nếu trong cái kịch bản mà nó điều chỉnh về vùng giá 4.55 này thì cô có thể là canh mua thêm hoặc là mở mua mới. Còn để mà vị thế an toàn nhất, hàng đã về rồi á thì mất, trong cái kịch bản mà nó mất cái vùng giá 4.9 thì cô Hằng chấp nhận là cắt hòa vốn luôn. Cắt hòa vốn luôn. Và chờ về đây chúng ta sẽ mua lại này. Hoặc là sâu hơn một chút là vùng giá 4.2, mua lại sẽ an toàn hơn. Thế này. Nó sẽ đâu đó là nó sẽ thuận lợi hơn để vị thế nắm được trong trung hạn dài hạn. Những cái phiên trước đó này. Đây. Bật tăng này, điều chỉnh về hỗ trợ này, tích lũy một khoảng thời gian quanh quanh cái đường màu vàng, đúng không ạ? Quanh cái đường màu vàng, bật tăng đi lên.
Và nhịp này nếu mà nó có điều chỉnh về đây thì khả năng là cái cơ hội để chúng ta canh mua, nhưng mà để mà nó điều chỉnh về đây nhiều khi cũng hơi khó bạn chị, trong những cái nhịp này đó, nếu mà nó mất cơ, nếu mà giả sử nó có gãy cái vùng giảm 4.9 cơ thì nó mới về được, còn nó vẫn giữ trên vùng này thì cơ hội và khả năng nó sẽ đi tiếp đó. Đây là chúng ta cứ phải đặt trước với nhau một cái vùng target cắt lỗ chốt lời đó, khi nào nó chạm những cái vùng đó thì chúng ta sẽ chủ động là hạ tỷ trọng đó cũng hàng nhá. Và những cái tâm thế của anh em ở trong team khuyến nghị thì cũng như vậy chị, về điểm mua điểm bán điểm cắt lỗ chốt lời đó, đây cũng đặt cho anh chị một cái vùng target, một cái vùng target cắt lỗ, một cái vùng target chốt lời để anh chị em đâu đó là chủ động, khi nào mà nó chạm đúng cái vùng này thì chúng ta cứ canh hạ, và giả sử như nó có mất cái vùng giá 19 này thì chúng ta phải chủ động là canh cắt ngay để tránh cái kịch bản mà nó mất những cái vùng này thì nguy cơ cao nó sẽ điều chỉnh sâu. Hôm nay thì cũng khuyến nghị cho em là canh bán đấy, bán một phần rồi, BVB này, ITA này, HTN đó, thì có thể là canh hạ bớt, anh em trong team canh hạ bớt. Ok rồi, xin chào chị Loan TK nhé. Nam Kim ngắn hạn thì target bao nhiêu em? Nam Kim, ok Nam Kim, anh em mới chia sẻ chị. Nam Kim nhịp này target nó lên quanh quanh 17 thì target cơ hội lên quanh 17, nhịp này chúng ta cũng có hàng rồi, giữ đủ hàng rồi đó. Tích lũy thôi, nhịp này thì Nam Kim đang tích lũy sideways thôi và đang chờ có những cơ hội là break đỉnh này, vượt mây ngày mai hoặc ngày kia mà nó vượt qua qua cái vùng giá 15.9 đó. Nam Kim ngày mai ngày kia vượt được 15.9 thì khả năng nó sẽ vượt mây trong vị thế ngắn hạn và nó sẽ đi trên vùng mây chị nhá, nó sẽ tạo thành một cái vùng hỗ trợ trong mặt ngắn hạn, nên là nhịp này chúng ta cứ giữ thôi. Nam Kim, HPG, HSG thì chúng ta cứ giữ thêm thôi chị nhá. Ok, em Phi có gửi một cái đường link để tham gia vào những cái room Zalo giao lưu đấy. Anh em nào mà chưa tham gia thì có thể là quét cái QR code ở bên phần tay trái màn hình hoặc là click vào những cái đường link để chị nhá, để tham gia vào những cái room mở, những cái room Zalo giao lưu. Và bên cạnh đó thì anh em nào mà chưa có những cái phương pháp giao dịch ổn định ạ, hay là chưa có những cái điểm mua điểm bán anh em hỗ trợ thì anh chị em có thể là cân nhắc để những cái việc chuyển ID chị nhá, để tham gia vào những cái room khuyến nghị, room khách hàng của anh em về vị thế điểm mua điểm bán, điểm cắt lỗ chốt lời ở đâu đó, để chị em anh chị nhà đầu tư chủ động trong cái việc mua bán của mình chị nhá. Thì cái những cái điều kiện để tham gia vào room khuyến nghị, room khách hàng thì anh chị em đang giao dịch ở VPS thì có thể là chuyển ID đó. Chuyển ID về anh em là anh em có thể là tham gia những room khuyến nghị của anh em một cách hoàn toàn miễn phí, và bất kể anh chị em đang giao dịch ở công ty chứng khoán nào thế chị, về những khoản phí mua này, về những khoản phí bán của anh chị nó vẫn thế, và mặc định nó sẽ được hỗ trợ đồng hành như là em Phi hay là anh Toàn đó. Nếu mà anh chị em nào mà chưa có người hỗ trợ đồng hành thì đâu đó anh chị có một cái thiệt thòi đó. Thiệt thòi tự giao dịch nhiều khi là không biết điểm chốt lời đâu, không biết điểm cắt lỗ đâu đó, nhiều khi là nó không chủ động gì trong những việc mua bán, nên anh em nào chưa có người hỗ trợ đồng hành thì có thể là chuyển ID hỗ trợ về anh em hỗ trợ, thì anh chị em có thể là tham gia vào những cái room khuyến nghị, những cái room khách hàng của anh em một cách hoàn toàn miễn phí về điểm mua điểm bán, cắt lỗ chốt lời ra sao anh chị nhá. Ok, thì cái phương pháp chuyển ID thì anh chị chỉ cần là vào app Smart One, vào mục cá nhân này, thay đổi chuyên gia tư vấn vào bước số 2, bước số 3 là điền cái mã hỗ trợ của em Phi là X621 hoặc là cái mã của anh Toàn F006 tích 3 mục ở bên dưới và ấn xác nhận. Thì sau khi anh chị em ấn chuyển xong thì hãy nhớ nhắn tin với em Phi hoặc là nhắn tin với anh Toàn qua số điện thoại ở trên màn hình, thì hai anh em sẽ add anh chị tham gia vào những cái room khuyến nghị, room khách hàng của anh em như thế này một cách hoàn toàn miễn phí, điểm mua điểm bán, điểm cắt lỗ chốt lời ra sao anh chị nhá. Ok, cảm ơn anh chị em rất nhiều, và đặc biệt là anh chị em nào mà chưa like thì cũng đừng quên là để lại cho hai anh em xin một cái nút like để khích lệ tinh thần của hai anh em anh chị nhá. Ok, cảm ơn chị em rất nhiều. Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một chút về cái